Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 4, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ủy ban cần thực hiện đúng theo quan điểm, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng để xác định những vấn đề trọng tâm, chiến lược, địa bàn trọng điểm trong các hoạt động song phương và đa phương. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, các hoạt động của Ủy ban Đối ngoại thời gian qua hoàn thành tốt, có những mặt hoàn toàn xuất sắc, được Quốc hội, cử tri cả nước ghi nhận. Với đặc thù rất riêng, Ủy ban Đối ngoại còn thực hiện nhiệm vụ đối ngoại với Quốc hội các nước, các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại của nhà nước. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Ủy ban Đối ngoại đã chủ trì thẩm tra trình Quốc hội thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cơ bản đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, luật thỏa thuận quốc tế, tham gia thẩm tra 31 dự án luật. Về công tác đối ngoại, Ủy ban tham mưu tốt cho Ủy ban Thường vụ, lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt các kênh đối ngoại song phương với các nước, mở rộng các kênh ngoại giao của Đảng, ngoại giao của nhà nước và ngoại giao nhân dân. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, với vai trò là năm Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 2020 và Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41, Ủy ban đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến đa phương thành công. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và các ý kiến thảo luận tại cuộc làm việc này của Thường trực Ủy ban Đối ngoại cần bắt tay ngay vào việc thảo luận lên kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, dựa theo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của Ủy ban, của Quốc hội và trên cơ sở đánh giá 6 nhóm công tác, căn cứ vào nghị quyết 161 của Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.